Sau khi phía Trung Quốc nới lỏng công tác phòng chống dịch COVID-19, năng lực thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai đã có sự cải thiện đáng kể. Đặc biệt, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam diễn ra rất thuận lợi ngay từ những ngày đầu năm. Thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão, trung bình mỗi ngày có trên 100 phương tiện chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tức là tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2022. Chủ doanh nghiệp này cho biết, mỗi ngày có 200 tấn chuối được làm thủ tục thông quan. Năm 2022 do dịch bệnh nên là cái việc xuất khẩu chuối của chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua, chuối cũng đã xuất khẩu thuận lợi hơn rất là nhiều. Bản thân quả chuối là được các ban ngành của tỉnh Lào Cai tạo điều kiện rất là tốt. Nếu như năm 2022, sản lượng thanh long xuất sang Trung Quốc giảm tới 90% do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì nay loại trái cây này được thông quan hết sức thuận lợi. Trung bình mỗi ngày có khoảng 800 đến 1.000 tấn thanh long được xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Chúng tôi cũng là một trong những đơn vị thường xuyên xuất khẩu những hàng nông sản sang phía Trung Quốc. Trong thời gian gần đây thì cái sản lượng đó tăng nhiều. Vì vậy nên là tín hiệu vui của chúng tôi là với chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Từ đầu năm 2023 đến nay đã có 12 mặt hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Kim ngạch xuất khẩu đạt 6 triệu đô la Mỹ. Ngoài các mặt hàng nông sản truyền thống thì một số loại hoa trái cây mới như quả chanh tươi, nhãn, hoa đồng tiền đã được xuất khẩu qua cửa khẩu này. Quan Trung Quốc cũng có ký cái hiệp định thư với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam về việc xuất khẩu một số mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam. Đó là cái tín hiệu rất là tích cực cho những cái việc phát triển kinh tế nói chung và hoạt động xuất khẩu nói riêng. Dự kiến sau Tết Nguyên đán, phía Trung Quốc sẽ gỡ bỏ hoàn toàn lái xe trung chuyển. Phương thức thông quan hàng hóa sẽ khôi phục như trước thời điểm dịch. Đây là tín hiệu khả quan, giúp cho việc xuất khẩu nông sản được thuận lợi hơn. Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cũng thường xuyên cập nhật sự thay đổi về chính sách từ phía Trung Quốc để cung cấp cho doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại.